Yeah, two interesting news that I would like to read it for you in Khmer. I think that's good information, or the good news here. So this this news I got it from the Phnom Penh Post in Khmer. Lok Cheng Won, Chao Thang Lok Nom Rosat Chia Kan Lai Promot Dom Puk O Tiem. Nè Tam Nang Ria Rô Bok Kana Pak Pichung Campuchia Pacham Mandol Khai Bat Dom Bong Lok Cheng Won Ban Chao Prakan Ti Tang Hang Lok Nom Bun Chok Khmer Rô Bok Kanya Sin Chan Pơ Rosat Atay Tak Chao Sung Kat O Cha Mô Pi Kana Pak Sung Kru Chiet Tha A Chia Ti Tang Kuom Tro Cho Na Sung Kru Chiet Nung ai chia cân lại promo một đồng bộ của tiệm. Các anh đi trở bàn luộc chừng vốn thừa làng đòi sổ xe xa không mình nơi kháng cáo rụp hiếp rồi bỏ cả nhà xin chăn bờ rồi sách đại bàn bằng họ nơi lờ cái này Facebook rồi bỏ niên cả bịt ngày thì mà phải bỏ mũi khai mạc ra chân nằm bí bọn đọc rộng bấy đòi xâm đào lơ ở tay tạc krom nét đầm nàng riêng rồi bỏ cả nạp bạc xung cụ chết đã bàn nguồm khu nè bằng ca cho nà xung cụ chết đã có nguồm nút kê khơi miền đắc nguồm đòi lục xong lòng xí nâng phê rìa lục anh chạy yến nâng môn trời rồi bỏ lục mùi chùm nguồn tiệt kê nhà xin chăn bờ rô sất ở tay tạc cháu xung cắt ô cha đã miền kê chùm mùa lục bầy mọc bí cả nạp bạc xung cụ chết bàn pra phụng bình bó ca bí mà xâm anh thà cõi pin niềng từ bắt tuần ti chỉ chào sừng cát nốt niềng mình bàn thưa rứa một robot vậy đại tôi pi chăn tiệm mình sẽ cả u đam một cái robot niềng rứa khâu cho ba robot sừng cùng nốt tê một robot đại niềng cùng cùng đầm na cả lụa đô nôm mình chọc mài ruột ngày ní cứ niềng thưa đầm bay rồi prạ cầm rải trên trăm mà đái nừng đo sai bong rụm luo bầm nọ tê sầm bay mình tay mình tôi tay mình nọ cái nhà bên tòa thá nếu mình ban cho còn lại lụa đô tới thua chưa tì tăng ở ngoài xế đại bạch chàng nâng cả ham khót rồi bỏ rồi thay về ban nội tệ nếu thả nếu bất chấp rủi bỏ nâng sau sáu đáy chung bộ lục trường vốn đại ban thua ở tạp tiêu bài từ lưu Facebook đại cho bạch căn nếu thả tì tăng lụa đô rồi bỏ nếu ai chưa tì tăng côm trô cho nà cổng ưu tiềm cả ở tạp bài rồi bỏ lục trường vốn nếu bất chấp miền bầm nòng chọn bật hàng rồi bỏ niềng, rứa phơi mình ở miền nhiều hiền chỗ hàng rứa mình chọn ở niềng, luôn nơi chân chậm nẹt mà đài chủ ria mà nẹt bàn tề, cái nhà sân chăn bờ rồi sắt bàn bên chợ thả cả comment rồi bỏ lục ông trường vốn, nếu bất chấp miền bầm nòng chọn bật hàng khi nhóm, rứa mùi phơi mình ở miền nhiều hiền chỗ hàng, rứa mình chọn ở nhóm luôn nơi chân chậm nẹt mà đài chủ ria mà nẹt bàn tề. Ta lúc ông ai ăn được rùa ở cái mình xây mình nhận đi rùa nơi chú mùi nhà mà đại chắc chú riêng mình nhận phong bản thế rứa trời ơi nên chúm rút tờ nà tiết lúc ông ơi cái mình xây mình nhận đi miền bình tục thông ngôn nà bà khi nhóm trình tờ nà cháu nhà mà đại cứ mơ nâng khi nhóm xâm lập nhà mà đại khi nhóm đại niên khi nhóm lúc chân quân tâm nàng rẻ cả nạp bạp trong Campuchia mình tôn khai bắt đồng bóng nâng chia bởi thêm cả nạc cảm ơn tất cả cách cả bộ tế xã hạ bắt đầu bắt cả ổn trại chiết khu sản ca nâng bộ rộng miền này rồi sử phía cả bì mà sao mình bàn hàm phụng bình bộ mình hỏi chân sai xâm đầy rồi bỏ lúc đại bàn xung phía bằng tái lúc bàn xô xê ạ thạc tì bái nâng lơ kết nơi Facebook kháng cọng rút hiếp rồi bỏ cả nhà sân chân bờ rô rất thà bạn nâng rô rất bàn ngọt bạc tờ hỏi hỏi chắp bì bên đi mô trong cuộc nhóm niềng rồi rất miền tầm lại nội bài bản tịch ná xâm rập tinh lụa tề nhóm bàn khơi nhẹ đại bàn và các quân trò cho là ưu tiêm tranh trồ hàng lụa nồng một chỗ ní hái khá bàn tiền chui chút cà rố chút tóc nâng bầm ra như tiệt phòng bà tì ní trời bàn pra chia cân lại bà mô đồng rủ ngơ lương nụ cứ bật chia khu thân nạn nà xâm rập rồi rất hái mình ai ọt ọt bàn lại lúc bắt đầu lại mong hay nhận sao chứa nâng chìa vị phía bà nhà xung cốm bàn vừa khởi thà cả cháu bà càng thà miền cả bà mô bà đông krom ủ tiêm theo vị cảm xếm xế nốt cư viên mình ai tờ rủ tê bà tàm thành phía chết đầy nơi bởi ní
ក្រុមមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ផ្នែកបានប្រកាសត្រៀមកំទេចក្រុមបះបោររួចជាស្រេចលោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែបញ្ចប់អាវុធធរលាបពណ៌ដាក់គ្នាហើយពេលខ្លះគ្រាន់តែជាជួយបញ្ចេញមតិយោបល់លើបញ្ហាអ្វីមួយក៏នាំគ្នាចោទថាអ្នកប្រឆាំងគេគូរឹសយកមតិយោបល់របស់អ្នកដទៃមកពិចារណាខ្លះផងធម្មតាការហូបចុកបើកន្លែងណាធ្វើឆ្ងាញ់គេរត់ទៅរកកន្លែងនឹងហើយគ្រាន់តែគ្នាទៅហូបចុកចាំបាច់ចោទគ្នាថាដល់ឋានៈនឹងធ្វើអ្វីរឿងអ្នកណាចង់បង្កើតក្រុមឧទាមឬភេរវកម្មអ្វីនោះគឺវាមិនអាចទៅរួចទេហើយគេក៏មិនធ្វើដែរវាហួសសម័យហើយហើយក៏គូតែបញ្ចប់វប្បធម៌បែបនេះទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2018លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយបែបកំ plaign នៅក្នុងពិធីបិទសន្និសីទសន្និបាតការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាឈប់ទៅទាក់ទាញកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរុស្សិតឲ្យមកចុះចូលនឹងគណៈបកប្រជាជនយើងទីទៅដល់ខ្ញុំសួរថាទៅភោជនីយដ្ឋានរបស់រុស្សិតនោះធ្វើអ្វីក៏ញឹកញាប់ម្ល៉េះគាត់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាទៅទាក់អូសទាញគេឲ្យចូលយើងតែខ្ញុំប្រាប់វិញថាទៅដល់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានគេរាល់ថ្ងៃតិចមិនគេមកយើងបែជាគេទាញចូលគេវិញទៅការថ្លែងរបស់លោកសខេងនេះបើទោះបីជាមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់ក៏ត្រូវបានគេគិតថាទំនងជាចောင်းសម្ដៅទៅលើលោកឈឹងវុនដោយសារតែលោកវុនធ្លាប់ទៅហាងលក់នំបញ្ចុករបស់កញ្ញារ៉ូសិតបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កញ្ញារ៉ូសិតអតីតចៅសង្កាត់អូចាក៏ដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុប 76,000 រូបបានបាត់បង់ទូនាទីមុខតំណែងសម្រាប់កញ្ញារ៉ូសិតក៏បានបើកភោជនីយដ្ឋានតូចមួយលក់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតនិងជួយដោះស្រាយការងារមនុស្សធម៌ដែលនាងធ្លាប់ធ្វើការពីកន្លងមកបាទសូមអរគុណ។